Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình Đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Phần cuối chương trình là phóng sự Mặt trận Tổ quốc xã Tị Chế nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh cống hiến to lớn của thế hệ trước, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu luôn tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống cho 173 gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với đất nước. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình, tiếp thu các ý kiến phản ánh của các gia đình đối tượng chính sách. Trong những năm vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc đã tham mưu cho Đảng ủy để ra các cái nghị quyết như là cái việc là sửa chữa nhà đối với trường hợp những người có công, đối với các cái ngày thương binh liệt sĩ và các ngày Tết cổ truyền thì chúng tôi là đều các ban ngành đoàn thể đều đến động viên và tri ân. Với vai trò tham mưu phối hợp và triển khai thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, Mặt trận Tổ quốc xã Thành Công đã triển khai bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo, góp phần cải thiện đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Phối hợp thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ ưu đãi của nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ động viên thương binh, thân nhân liệt sĩ vươn lên trong cuộc sống. Bản thân chúng tôi thì là thương binh, 45% thương tật. Hàng năm là Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành trong xã đều quan tâm đến chúng tôi, là động viên chúng tôi để là giữ đúng tác phong anh bộ đội của họ, để cùng với này làng xóm quê hương giữ gìn cái nếp sống văn minh của quê hương cũng như gia đình. Toàn huyện Khoái Châu hiện có gần 13.000 đối tượng chính sách, trong đó huyện đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho trên 3.400 người có công và thân nhân của người có công. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công vào những dịp lễ Tết, tổ chức các hoạt động về nguồn, thắp nến tri ân. Thì năm nào Mặt trận Tổ quốc cũng chủ động phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội rồi Ủy ban nhân dân huyện thăm viếng nghĩa trang Trường Sơn, phối hợp triển khai vận động cái quỹ đền ơn đáp nghĩa. Mỗi một năm vận động bình quân thì được khoảng từ 800 đến 1 tỷ đồng. Quỹ nó sử dụng được kịp thời, đúng đối tượng và phát huy được hiệu quả. Thông qua việc thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công của Mặt trận Tổ quốc các cấp và nhân dân huyện Khoái Châu đã góp phần thiết thực động viên, tạo chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp người có công và người thân của họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Dị Chế đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện xã hội gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn, tham mưu với cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời những khiếu nại tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở, tránh hình thành điểm nóng ở các khu dân cư. Ban công tác mặt trận trong thời gian vừa qua phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chi bộ của thôn và các tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương, làm tốt công tác phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cho nên là tình hình khiếu kiện cũng là đơn thư là không có. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc xã đã tăng cường giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận Tổ quốc xã đã thành lập được 2 Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng để giám sát việc thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng và đường giao thông nông thôn ở thôn Dị Chế. Những ý kiến, kiến nghị của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đối với các chương trình dự án đều được chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp thu và khắc phục kịp thời. Các cái dự án công trình đầu tư thì đã nâng cao được cái chất lượng khi đi đưa vào sử dụng. Đối với các văn bản vi phạm pháp luật thì của Hội đồng Nhân dân cũng như Ủy ban dân thì chúng tôi đã tham gia góp ý vào các cái dự thảo thì đã được điều chỉnh làm sao phù hợp sát với cả khu dân cư. Tại địa phương thì trong thời gian qua thì đơn thư khiếu nại tố cáo thì xã Dị Chế của tôi là không có. Thông qua những hoạt động thiết thực trong công tác giám sát và phản biện xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần đưa xã Dị Chế trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào đầu năm 2023.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.